Rồi cái tự nhiên cái bạn lén ở trên sân khấu mọi người không có để ý thì bạn lại bắn hung em cái. Thì bạn lại bắn hung em cái. Nhạc bạn này khó lắm, nhạc bạn này khó lắm. Hết tóc ngắn, nhiễm khắc lắm. Cái ngồi chung bùi với một bác nữa. Con đi đâu? Dạ con đi thăm bạn gái con ở đâu? Dạ con không biết. Rồi bác nói là bạn gái con có khúc nào? Dạ nói xuống ga để tới ngã ba Phú Tài là nhà ngay đó. Rồi thì nói vậy con biết đường ra ngã ba Phú Tài không? Dạ con không biết. Cái bác cho quá gian ra thì tới ngã ba Phú Tài bác nói là tới đây nè con. Bạn Thu mới nói chết rồi bố mẹ ơi giờ bạn con ra đây rồi sao? Bố mẹ nói lên thì kêu nó về đây bố biểu. Người thân mật. Em người tôi. Người quen biết và thân mật. Đồng môn của em luôn chị. Dạ bây giờ xin mời hai bà giới thiệu về mình ạ. Em chào chị Vân, chào anh Thuận. Em tên là Vũ Thị Lệ Thu. Em năm nay được 44 tuổi. Công việc hiện tại của em là bán hàng online. Em có những cái sản phẩm về chăm sóc sắc đẹp nè. Rồi về sức khỏe nữa. Rồi những cái sản phẩm gia dụng. Rồi như hóa mỹ phẩm. Em chỉ bán trên Facebook với Zalo thôi. Thì search là tạp hóa Thu Vũ là ra. Chút xíu chị sợt lên liền. Cảm ơn chị. Rồi xin mời chồng của Thu. Dạ Ngọc Tưởng xin chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Tưởng năm nay 43 tuổi. Tưởng là vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, có đi dạy diễn xuất. Cơ duyên nào mà em Tưởng với em Thu gặp nhau nè? Khi em vào trường sân khấu á, em nhìn em đã ấn tượng với cái người này rồi. Đi ở trong cái sân trường với một cái vẻ rất là thư sinh, ốm nhưng mà đẹp, lịch sự. Bận áo lúc nào cũng kín cổ nè, xong rồi cài ở đây. Em thấy dễ thương lắm. Dạ. Nhưng mà không ngờ là tới cái lúc mà mình thi đậu rồi mình vào lớp thầy Công Ninh á, lớp có khoảng 12 bạn thì trong đó có bạn này. Tới một cái khoảng năm 2, hôm đó học hình thể. Cái lúc đó cái chân em bị đau. Cái tội là đi diễn chung bạn hối. Bạn chạy xe, em chạy xe. Bạn hối quá em chạy cái em đụng xe rồi ta cái em bị té rồi em bị nứt xương chân. Sau đó thì bạn phải có trách nhiệm là bạn chở em đi học. Khoảng 1-2 tháng đi chung á thì chắc là bạn cũng có tình cảm lúc đó em cũng chưa. Rồi cái tự nhiên cái bạn lén ở trên sân khấu mọi người không có để ý thì bạn lại bắn hung em cái. Thì bạn lại bắn hung em cái. Rồi bây giờ là dừng ở chỗ này nè. Như vậy có nghĩa là khi mà Thu gặp Tưởng ở trong lớp á, là cái ấn tượng của Thu á chỉ là một chàng thư sinh, dễ thương này kia nọ. Rồi bây giờ tới bạn Tưởng, khi mà bạn gặp bạn Thu ở trong lớp á, cái cảm xúc bạn như thế nào? Dạ bạn này khó lắm. Dạ bạn này khó lắm. Hết tóc ngắn, nghiêm khắc lắm. Diễn mà kịch mà nắm tay cũng khó chịu nữa. Rồi thì em diễn kịch mà nắm tay mà đâu có gì đâu mà khó chịu. Rồi em mà nắm mà chặt quá thì ngắt em ghim. Rồi bữa là hình thể là 20-30 người đứng trên sân khấu á, diễn như em thì đứng ở dưới, bạn đứng hàng ở trên em chút. Lúc mà thầy xoay ra thì phạm thì em chạy lén khung cho bỏ ghét. Là em cái hung đó là cái hung trả thù cho biết lễ độ. Dạ. Chứ chưa phải là cái hung tình yêu đúng không? Dạ. Lúc đó có cái chổi cái gì không? Cái chổi cái gì trên sân khấu em cầm em phan. Em rất là bực bội. Để nhỏ lớn là chưa có ai cầm tay cũng ai hung mình hết á. Thì em lén ra sao mà không có chấp cái bạn nhìn á. Cái bạn xây vào người dưới thì em chạy. Rồi sau khi hung xong rồi lúc đó bắt đầu mới thấy dạ, tự nhiên là phê đúng không? Có, tự nhiên thấy có cảm xúc kỳ lạ lắm. Sao hình như em nhớ có một buổi nữa là ở cái lớp về diễn xuất hả? Thì hai đứa ngồi ở dưới hàng ghế khán giả thì bạn mon men bạn lại bạn nói mình yêu nhau đi, mình yêu nhau đi. Là sừng lần thứ hai em nói sao bạn lại nói như vậy. Rồi sau đó rồi từ lúc nào rồi cũng có tình cảm cũng không để ý nữa. Lúc đó là em chưa có người yêu lần nào hết á. Tự nhiên cái gì nó lạ nó cứ len lỏi em không biết nói như thế nào. Cái em nghĩ nó là tình yêu, cứ nói yêu nhau đi rồi chắc là sẽ là tình yêu đó. Bạn này mà im là có nghĩa là bạn sẽ đồng ý á. Lúc đó là bạn đó sẽ nhắc em. Tự nghĩ là tự khắc là biết là có cảm tình đúng không? Lúc đó là phải để ý nhau nhiều hơn. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới công khai cái tình cảm? Anh nhớ là không có công khai mà thật ra trên đường chở đi vòng vòng Sài Gòn các bạn bị bắt gặp. Cứ tả vậy nè, giống như là cứ em nắm tay Thu để lên đây cái Thu rụt lại cái không biết sao mà bạn sao bạn thấy được đó bạn tả từng mất cỡ muốn chết luôn mà tả đi chen không biết bạn thì giỏi vậy nè không biết. Thôi cũng có nói tại vì thực ra là tụi em nó đứng qua quen được hơn 6 tháng rồi đó. Rồi sau khi mà hai đứa phát triển cái tình cảm sâu đậm hơn xa hơn thì phản ứng của gia đình như thế nào? Bạn bè ra làm sao? Rồi thầy cô có tác hợp cho không? Thu có em trai vô đại học. Em trai mấy bố mẹ là chị vô đây chị đi học, chị có bồ. Bố mẹ Thu không cho Thu vô học nữa. Nhớ cái cảnh đó, mỗi lần mà hè hay Tết á, là hồi đó có điện thoại thôi. Em với Tưởng hay trao đổi với nhau qua điện thoại. Thì có lần em nghe, ủa sao cái điện thoại mình nó có tiếng ho của bố hay tiếng nói chuyện của người nhà. Mình nó chết rồi, vậy là mình bị nghe lén. Điện thoại thông nhau đó. Dạ. Mình cảm giác là mình bị mất cái riêng tư á. Thế nó tổn thương mà nó cũng lo lắng nữa. Cái lúc mà ba mẹ bắt về rồi không về rồi làm sao, chuyện gì xảy ra? Có nghĩa là về á, xong rồi là không cho vô học. Thì em nghe Thu kể là Thu ở
ga Diêu Trì. Em hồi đó giờ em chỉ ra tới Vũng Tàu là xa nhất thôi. Còn em hồi đó là đâu đi xa đâu. Cái thôi cứ bấm bụng cứ ra bến ga Hòa Hưng, mua vé đi ga Diêu Trì. Cái ngồi chung buồn với một bác nữa. Con đi đâu? Dạ con đi thăm bạn gái con ở đâu? Dạ con không biết. Rồi bác nói là bạn gái con có khúc nào? Dạ nó xuống ga rồi tới ngã ba Phú Tài là nhà ngay đó. Rồi thì nói vậy con biết đường ra ngã ba Phú Tài không? Dạ con không biết. Cái bác cho quá gian ra thì tới ngã ba Phú Tài bác nói là tới đây nè con. Thì nhà bạn gái con ở đâu? Dạ con không biết. Tại lúc đó chỉ có phone link thôi chứ không có điện thoại gì đâu. Thì bắt đầu bác thả chứ không phải bác thả hôm nay thì em ngồi đó thì em không biết làm sao. Điện thoại thì không có điện, không có điện được. Em gọi cho một người bạn của vợ em. Cách chỗ đó là 11 cây. Đó nói là bạn ơi, mình tới chỗ ngay ngã ba Phú Tài nhưng mà mình không biết nhà bạn Thu ở đâu hết rồi. Đó, các bạn nó chạy ngược 11 cây ra rước em về nhà bạn đó. Xong bạn đó mới liên lạc bạn Thu. Rồi bạn Thu mới nói chết rồi bố mẹ ơi, giờ bạn con ra đây rồi sao? Đó. Mẹ nó nói thầy kêu nó về đây bố biểu. Nếu mà từ ga về nhà em thì nó gần khoảng mấy km thôi. Nhưng mà bạn lại đi đường vòng tại vì bạn biết em đang sợ. Bạn không có muốn là thông báo cho em trước hay gì đó thì thông báo cho bạn kia chở thẳng cho thành phố. Nhà em ở vùng ven thì ở dưới mới gọi lên nói là bạn tưởng đang ở nhà bạn Tín đây. Xong rồi cái mới nói chết rồi bây giờ em cũng chạy vòng vòng nhà tại lúc mới có 20 tuổi à, mình cũng bối rối mình đâu có được báo trước đâu. Cứ chạy một vòng vòng một hồi thì thấy mất thời gian quá. Bây giờ không giải quyết được gì thôi nói cho em gái. Mẹ em gái nó lại nhỏ hơn đâu giải quyết được. Hai chị em một hồi cái bàn nhau thì xong rốt cuộc cũng phải nói cho bố mẹ biết. Xong cái bố mẹ cũng đồng ý kêu bạn về. Thì em lấy cái xe máy em chạy xuống Quy Nhơn để em chở bạn lên. Là hôm đó sau khi nói chuyện với bố. Rồi lúc đó là xong lại chở ngược Tưởng về 11 cây số kia hay là Tưởng có được tá túc lại nhà em không? Có, hôm đó có được ngủ lại. Thì bố mẹ canh, tối hôm sau thì cũng dẫn bạn đi chơi. Xong rồi bạn mới đi mua vé rồi cho bạn đi về. Lúc đó là sợ lắm, phải muốn càng né phụ huynh càng sớm. Tại vì thực ra bố mẹ Thu nhìn thôi à, ít nói lắm. Nhớ là ra chơi hả? Dạ. Ăn gì chưa? Dạ chưa. Ăn cơm. Rồi ăn cơm. Ăn đi con. Dạ đó cứ em là em cứ dạ đã biểu sao làm vậy rồi. Sao ăn ít vậy, ăn nửa đi, ăn nửa ốm quá ăn nhiều đi con, rồi ăn nhiều thì em cứ dạ thôi biểu sao làm vậy. Con làm gì? Em đang học, con có đi diễn bên ngoài. Thu nhập nhiều. Dạ con diễn hài thì tháng khoảng 3 triệu. 3 triệu à? Ba má làm gì? Dạ ba má bán đồ tiếu. Ông già quán cũng lớn lắm tại vì con mà có gia đình là về con quản lý quán. Mình ít nói nhưng mà cái thông tin phải để cho phụ huynh an tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ tính tưởng nữa. Hồi đó là sinh viên mà có đi diễn mà lương tháng 3 triệu tấu hài là cũng giỏi. Rồi với lại nhà có quán nữa. Có điều kiện. Rồi khi em đi về, em về thì em có nói chuyện với ba má em mà. Nói là em cũng có thích bằng đó. Xa xôi gì đó. Cái ngày mà lần đầu tiên gặp á thì bố mẹ Thu cũng không có nói gì nữa. Cái chuyện này là cái chuyện lớn, có gì phải để phụ huynh. Sau đó thì em có nói ba má. Thì ba có đi ra. Ba có đi ra. Ủa lúc đó tốt nghiệp chưa? Cũng gần tốt nghiệp rồi. Không, vậy là hai bạn này là thanh mai trúc mã là từ hồi đó. Coi như là đứa nào cũng là của nhau đầu tiên á. Đúng không? Duy nhất luôn á, đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa quen nhau bao lâu rồi ta? Dạ, tính tới ngày 10 tháng 9 là 22 năm ngày cưới. 22 năm rồi. Đúng rồi. Vậy thì sau đám cưới có những cái khó khăn gì không? Cưới về thì ban ngày bạn này đi học, ban đêm thì em đi diễn. 6 năm sau á tụi em mới có bé đầu tiên. Khi mà có em bé đầu tiên thì em lại đi suốt. Để bạn này một mình thì bạn này cũng tuổi và thực ra em cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm, là kiểu như mình cứ nghĩ là mình đi làm kiếm tiền, mình không có gì bậy bạ hết, thì vợ ở nhà cứ lo con cái thôi. Thì đó là giống như làm cho có những cái khó khăn. Và đỉnh điểm vậy không biết là tự nhiên là căng thẳng lớn tiếng với em đó. Chắc trở giai đoạn đó rất là nhiều. Thiếu điều muốn đổ vỡ luôn đó, đúng không? Cái chung là buồn. Tại vì ba mẹ thì xa, cứ có khi cả 2 năm mới được về. Con nhỏ mà đâu có dễ mà đi. Rồi ở bên cạnh cũng em cũng ít bạn bè nữa. Những cái lúc mà mình cần chồng mình, nhất là những cái lúc tối, lúc khuya, lúc con bệnh. Những lúc đó Tưởng là không ở bên cạnh, Tưởng đi làm mà. Em đẻ đứa đầu thì em thấy cực quá. Tại vì mình lần đầu là mẹ, nó bối rối dữ lắm. Nên lúc nào mà cũng sẵn cái điện thoại để gọi tư vấn bác sĩ. Một tháng mà trả tiền triệu để tư vấn bác sĩ á. Cứ gọi 1080 rồi đó. Dạ, là không biết bám vào đâu hết, là chỉ có tư vấn qua điện thoại thôi. Cái vụ mà em gọi ra tư vấn bác sĩ á, Tưởng biết không? Dạ, em không có biết. Nghĩ lại thì mình đúng là mình cũng tệ thiệt. Con người làm quá vô tư. Nhưng mà ví dụ như là tại vì tâm lý á, trong mình biết á, có nghĩa là nhiều khi á, có những lúc mình cô đơn quá ở nhà một mình ơn mình. Mình cũng thừa hiểu là cái công việc của chồng mình á, và công việc của mình luôn, tức là trong nghệ thuật mà
phim ảnh mà đã hồi đó tưởng là đóng hay đóng kép nè. Dạ. Đóng kép có tình yêu, tự nhiên á Thu nghĩ tới cái việc mà trời ơi, tự nhiên mình cảm thấy là không phải là mình sợ mất chồng mình hay là không phải là mình ghen, nhưng mà tự nhiên mình cảm giác là ôi sao cái thời gian của chồng mình cứ dành cho người khác không à. Thanh xuân của ảnh, những cái lúc mà ảnh đẹp nhất, lúc mà ảnh sung sức nhất thì ai đâu á thấy, chứ mình cũng không thấy luôn, đúng không? Rồi có khi nào mình nghĩ là ủa tại sao mình không được quyền say nắng một ai khác chứ không phải là chồng mình, có bao giờ em có cái suy nghĩ đó? Dạ thì không hẳn là em ở nhà đâu, thì cái năm đầu tiên mà về làm dâu ba má, làm vợ Tưởng thì em còn có khoảng nửa năm em đi học, thì ba má chồng em nuôi em, rồi học xong rồi em vô Đài Tiếng Nói Nhân thành phố Hồ Chí Minh em làm, và em làm được tròn 10 năm. Thì trong khoảng thời gian đó là em cũng được sống với cái thanh xuân của mình. Dạ. Và mình được chú ý và mình được ưu ái. Và em cảm thấy đó là cái điều nó cũng là may mắn cho mình rồi. Và mình cũng không có cảm thấy là bị thiệt thòi. Nhưng mà sau đó em quyết định dừng lại, là tại vì ba thì đi suốt, mẹ thì làm thời sự, mẹ cũng phải đi đêm, con mình gửi suốt ở nhà người ta, có những hôm là bé phải ngủ ở nhà người ta luôn. Em quyết định là em rẽ qua một hướng khác. Bây giờ mình qua cái chương 2 đi. Cái trang này mà tôi nghĩ Tưởng nó sẽ rất thích. 25 năm rồi. Hỏi thẳng luôn là tật xấu của hai vợ chồng em nó là cái gì? Từ lúc về ở chung là em đã phát hiện ra là bạn là người rất là bừa bộn, gọn gàng, ngăn nắp. Bạn làm không được. Khi ở nhà ba má thì nhà rộng quá, không nói làm gì, đồ để đâu cũng được, không sao hết á. Nhưng mà về cái căn hộ chung cư nó xíu, nên làm Tưởng cứ vài phim Tưởng đi, mỗi một phim nó phải vài chục món quần áo. Bạn lôi từ cái kho ở bên ba má về, bạn chất lên nhà thì nó quá chừng nhiều đi. Em mới dồn hết vô những cái túi to như nè. Em để lên một cái xe em chất, thì em mới nói là anh chở về giùm. Mà em đợi chắc phải một tháng trời, ngày nào cũng nhắc bạn quạo, mà em cũng tức nữa, tại vì nói không có được, mà đồ bạn phải có trách nhiệm, bạn đem đi. Tới cái tật thứ hai luôn rồi đó. Đúng rồi. Là tật đầu là bừa bộn nè, em càng nói thì bạn lại càng kiểu như là thôi không làm nữa, cho ráng chịu, bạn làm lẫy đó phải không? Kiểu làm nữa nhưng mà không làm nữa, tức chết luôn. Tật nữa. Dạ. Lẫy ba tật luôn rồi. Dạ, dạ. Thu mong muốn đi, hỏi Thu mong muốn ở Tưởng điều gì đó. Có những cái điều mà em mong muốn Tưởng thay đổi thì đó là điều gì? Cái mong muốn của em là muốn Tưởng chủ động hơn trong cái chuyện làm chủ trong gia đình á, tức là mọi chuyện lớn nhỏ thì Tưởng nên mình để ý xíu, mình chủ động thì mọi thứ nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai là bạn gọn gàng giùm em thôi. Dạ. Tới Tưởng đó Tưởng. Thu bị là lặp lại hoài, phim này mình quay xong mình ngưng thời gian, mình đem đồ về, mình lấy đồ này qua quay phim khác. Nhưng mà thực ra là vậy nè, phần đông á là em tự dẹp. Tự dẹp xong rồi sẵn vợ em dẹp, cái em không nhớ cái em đổ thừa vợ em dẹp, cũng bẽn lẽn mắc cỡ là tự đi tìm, như cảm giác là như xong nhớ lại là mình dẹp. Có một lần bị mắc cỡ gì đó, như em đi em không nói, không dám nói thẳng, không hay đẩy trăng hay cằn nhằn. Với lại là con hay ăn hiếp em không? Còn gì nữa, còn tại gì nữa, nó hiền dữ lắm. Thì ở nhà thì nói thiệt, nếu mà giữa hai người, người lớn tiếng đầu tiên lúc nào cũng bạn này, quan trọng là lỗi ai. Nhưng bạn lớn tiếng lỗi của bạn thì bạn tự nguội, bạn lớn tiếng thì lỗi em thì từ từ em, như em để lâu hơn em sẽ xin lỗi bạn để cho bạn nguội. Là bạn hơi nóng tính. Dạ. Rồi gì nữa, trễ 5 phút, hai sai trễ, mà cái vụ 5 phút thôi đó. Thường em đi coi phim là giống như là tới sớm 5 phút, giờ em lúc nào 5 giờ chiếu là giống như là chiếu còn 5 phút nữa. Như vậy là cái tật là 5 phút. Dạ. Thì giờ mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ nhắc một lần được rồi. Mấy lần sau là giơ ra dấu và ngón tay là chồng tự hiểu, chứ đừng nhắc lại nội dung đó. Tại vì đôi khi là em cũng biết vợ em nhắc rồi, nhưng mà em chưa tìm cách là giống như sắp xếp nó như thế nào được thôi. Nhắc hoài gì đó, đừng có 5 phút nữa. Hai đứa hôm nay đi đâu là điên mình hay là có mang thằng thứ nhì theo không? Dạ có. Nhờ cứu bồ để, okay, để coi là ai đúng ai sai. Thiện Nhân à. Em Thiện Nhân, mời con. Đây, mời con nè. Nhờ cô Hồng Vân, nhờ chú, nhờ quý vị khán giả. Thiện Nhân năm nay con nhiêu rồi nè? Dạ con 10 tuổi con. Con 10 tuổi phải không? Nãy giờ con có ngồi dưới con coi ba mẹ nói chuyện không? Dạ có. Ừ, cô Hồng Vân với chú Thuận nó muốn hỏi con câu nè. Nãy giờ là ai là người mà nói đúng hơn nè? Dạ mẹ con. Dạ mẹ con. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Tôi đã nghi rồi. Giới thiệu với chị luôn. Đây là shipper của Thu luôn. Dạ, thì trong chung cư nó có khoảng mấy trăm hộ đó. Thì bạn mỗi chiều tối là bạn sẽ đẩy cái xe đẩy đi, bạn giao từng nhà. Trời ơi, tôi vậy luôn đó. Nhưng mà shipper có lương nghe. Bao nhiêu một tháng con? Dạ một đơn 5.000 cô. Dạ một đơn 5.000 cô. Đó, thấy chưa? Như vậy là một ngày con thu nhập được bao nhiêu? Dạ thỉnh thoảng thì nhiều, còn thỉnh thoảng không có cô. Nhiều là nhiêu, nhiều là nhiêu? Dạ là 3-4 đơn. Tiền đó con bỏ heo hay là con làm gì?
Dạ con đưa cho ba, để ba dành dụm tiền cho con. Lấy tiền lương của mẹ phát để đưa cho ba rồi. Tưởng Tưởng ơi em quá là nhiễm phúc rồi đó, thật sự mà nói luôn. Con muốn nói gì với ba mẹ? Đúng rồi, cả ba và mẹ con là đều là người tuyệt vời nhất. Con yêu cả hai người. Tôi xứng đáng quá đi, thật sự luôn. Thật sự là câu chuyện của Tưởng với Thu thì là em cũng đã biết trước đó nhiều, nhưng mà hôm nay nó lại có thêm những cái chi tiết mà nó vỡ òa, mà nó rất là bất ngờ. Anh rất là quý Tưởng, chị Vân cũng vậy, và cả Thu nữa. Thì chị chúc cho hai vợ chồng nha, một cái gia đình nhỏ nhưng mà hạnh phúc rất to. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Chà, công an và giáo viên thì sao mà quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ, rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á, và qua tham gia giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm á, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho anh số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Hỏi đó nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có anh, thì lúc mà quen được 1.5 năm rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen cái cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi lý tí ông bảo rồi con tim kia phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng dạ, không phải là do là nhận được lời xin lỗi. Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu, cũng khoảng gần 1 tháng á em mới điện thoại được. Và nơi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần 1.5 năm rồi. Trước khi đám cưới là chân chu xuân sẻ, có khó khăn gì trước đám cưới không? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị. Tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa con gái mà giờ gả xa quá. Với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ á, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con. Cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới thì ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá, thôi để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ, thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội danh mặt đó, tới đại hội danh mặt. Phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm, cái nhà mà quét tới 3 người quét 3 lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em á là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em, đồ em cỡ vài tháng mà thấy cũ rồi. Tính em là em cứ lừa xong rồi em mới dọn một lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em á với mẹ em á, nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình á nó trầm lắng lắm, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh. Mẹ ở nhà thì nói chung là cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em, chăm, dạ, chăm em con bé, của em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao, kể nghe cho. Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm, là cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Chứ mà chồng em có dữ không? Cũng biết nữa, tại chồng em ít. Chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự với mẹ vợ. Mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Chưa bao giờ luôn? Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít thôi anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà mẹ em làm hết trơn, vợ em không làm hết trơn á. Con khóc vợ em nằm, mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình này em cũng muốn nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em cũng xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn thương mẹ, xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem bằng con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối rồi về chồng ngủ cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thanh dữ lắm.
Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ con mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á. Rồi có khi em ấm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi khi em có bầu thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó, em thấy tủi thân ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa, tại vì những ngày lễ thì chồng em phải được 100% không có về nhà. Mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi, được cả gia đình cùng đi chơi á, mà con em thì có mình em mà. Em nhìn hồi mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ. Dạ em cũng hiểu với anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em, vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự với chị. Ông có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ, hay là cũng không có mua quà vậy đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn. Hồi nãy tôi đánh giá tôi nói chồng em là một người chú đáo vô tâm, vô tính. Bây giờ nghe xong rồi ông lại bây giờ tôi đánh ông chứ. Tôi nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ. Em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ, lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi. Là cũng cùng chồng nấu cơm, rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quay quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau, rồi nói chuyện trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em nó khổ vậy đó. Dạ. Có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Chị hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ, lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít có, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là vợ em làm không, vợ em nằm con khóc rồi cũng mộng. Vậy lúc đó tại sao không hốt đi cà phê đi? Tôi tài trợ cho, đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không? Thích đi coi kịch không? Dạ có chị. Tôi tài trợ vé cho đi đó. Coi. Lãng mạn chút đi. Tôi thấy thương quá à. Trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá. Đẹp quá. Người ra trái nhãn vậy đẹp đó. Đẹp như tôi vậy đó. Tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Đẹp. Trời ơi. Ra nước mắt cho vợ đi. Thấy thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Dạ. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên được, ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Dạ. Gì đây? Rồi, rồi. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, còn cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á, người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? À. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạy dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Cho quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. Được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác nó tỉa dạ, vậy đó. Nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á.
20 cây. Ủa mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Bởi giờ ủa mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể ủa tiếp đi con. Mày? Dạ thì con với G, vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Con nghĩ là con bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không chứ dạ, không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Gặp nè. Rủ con đi, ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là về là con giống như là đi chơi bình thường vậy. Không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin. Ai ai được. Ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... Dạ con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con không có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh. Nghĩa là không có người yêu. Thì thật rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời ơi. Ai nhắn, ai chủ động anh, không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Không nhắn luôn mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng ký tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ, là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hay quá chị. Đó. Thính ra hồi xưa yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi.
anh, nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Ừ. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, 4 tháng. Ok, kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa, sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo, alo. Alo, alo. Rồi, ok. Rồi. Đâu kể coi. Nghĩa là Tết á là hai tụi con gặp nhau. Ừ. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Ồ. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Ừ. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân. Ừ. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Ừ. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Khi mà nhận được cái lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con dạ, có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh mà... con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ, đúng rồi. Mà vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến với rồi nhau. Sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người dạ, mình yêu dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói với ảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung với hai đó. Đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Hay hay không? Mối Tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến à có bữa đó ảnh ra tàu. Ảnh ra tàu đón có con biết mà phải lên đi tàu ảnh ra tàu đón con đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi lãng mạn lắm nghe đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh đó là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu.
hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa, con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng ơi. Mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục và một ngày vẫn mấy trăm tin. Thế mà cũng rồi chưa xong rồi biết rồi, những tin cọc lóc vậy đó. Dạ con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm như vậy, là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con từ Gò Vấp qua quận 5, mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3 luôn, năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi là con đúng mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con đứng hỏi nó bây giờ đứng hỏi bộ không có học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lan ngủ lan. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu có tiện chứ, nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng không? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm. Dạ. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có dạ. Khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới dạ. Tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn rồi không biết đi dạ. Chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có. Vâng. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc bà rủa hai đứa con. Trời ơi nó ăn có một bánh xèo 15 ngàn nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi nhưng mà nó đẹp. Dạ nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Có nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự hai đứa sao giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm dạ. Cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ rồi xong sao nè, sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới dạ. Con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà dạ, anh chưa về á con. Ở lại lại con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn chắc rồi, con không cần hỏi luôn. Con không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Là đi nhông nhông dạ, luôn đó thôi. Con học xong là 2015. Thì con có gửi cái bạn đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Tại vì nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không dạ. Có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp dạ. Máy tính. Dạ. Đó là, đúng không? Trung học trung cấp máy tính thì trong quá trình học thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ gọi con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị lép vế đâu đúng nhà, không? Mình chờ vợ nhà nuôi sao được. Nó chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm. Thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này học bà này bà về trước. Bà học năm xong. Bà ở sao về trước. Bà về trước mà. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Mà ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không?
Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 mà con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Được, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ lại làm giáo viên, giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Thôi, cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về để chấm luôn. Thì nói là vợ người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. À, con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó, dạ, là có chia tay không? Dạ. Có. Có, mà chia tay dài không? Có chuyện dạ, chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày, tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì, vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ... cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, cái bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em và anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa. Coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi. Thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em, em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì có rồi. Sau đó. Dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc,
chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm. Còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau. Tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai. Đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng, đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc may đó là không hai. Chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mỗi đứa là, có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó, con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhắn tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó, lúc đó là cảm nhận của con sao? Cái lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin thì mình nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô là bạn, giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái thôi. Mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy rồi. Nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý em nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín lại một chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó. Nhín nó, lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt và lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ, nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Dạ, có, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không, tức là giờ con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ đừng thay đổi, vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà thay đổi cái gì? Là ví dụ thương, bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước á là anh có chơi game, nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi, vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, giờ trước mắt là không có tật xấu không?
cái thay đổi là cái tật xấu đó. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ vợ có một tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Nên răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tìm món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn đi. Dạ. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.